Xin chào các bạn. Các bạn biết không, xung quanh chúng ta thường xuyên xảy ra những hiện tượng tự nhiên. Tuy nhiên, có những hiện tượng thiên nhiên mà có khi cả đời bạn cũng chưa biết đến hay bắt gặp. Lý do bởi vì ít khi chúng xảy ra, hay vì bạn ở một vị trí địa lý không xảy ra những hiện tượng bất thường này. Vậy đó là những hiện tượng nào? Các bạn có tò mò giống mình không? Vậy đừng rời mắt khỏi video, chúng ta cùng đi tìm hiểu ngay nhé. Những hiện tượng thiên nhiên hiếm thấy. 1. Cầu vồng trăng. Chắc bạn nhiều lần thấy cầu vồng sau cơn mưa, nhưng bạn đã bao giờ bắt gặp cầu vồng vào ban đêm chưa? Nghe vô lý, nhưng thực sự là có hiện tượng kỳ ảo này nhé. Chẳng qua là nó hiếm thôi các bạn. Hiện tượng này người ta gọi là cầu vồng trăng. Dĩ nhiên, ánh sáng do trăng phát ra thì yếu hơn ánh sáng mặt trời rồi, nên mắt thường không nhìn thấy màu sắc, khiến cầu vồng trăng chỉ là một quần sáng hình vòng cung trăng trắng mà thôi. Cơ hội lớn nhất để bạn được chiêm ngưỡng cầu vồng trăng là vào đêm rằm hoặc 16 âm lịch khi ánh trăng tỏ nhất. Trời không mây và mưa rơi ngay phía trước mặt trăng, các bạn sẽ được chứng kiến hiện tượng này. Vậy đã có ai trong các bạn đã bắt gặp hiện tượng này? Hãy kể lại cho mọi người cùng biết với nhé. 2. Bãi trồng băng. Nghe tên là đã đoán được hình dạng của hiện tượng này rồi, phải không các bạn? Đây là hiện tượng băng kết tinh thành khối nhọn hoắt mọc bên nhau, làm thành một bãi trồng băng khổng lồ. Hiện tượng này chỉ thấy ở những vĩ độ cao. Chiều cao của những cây trồng băng thay đổi từ vài cm đến 2 m hoặc hơn nữa. Bãi trồng băng trắng muốt, lung linh đã làm biết bao nhà nghiên cứu say mê kể từ thời Darwin. Nhà tự nhiên học vĩ đại này lần đầu tiên trông thấy và mô tả về chúng. Cơ chế hình thành bãi đá trồng khá phức tạp do nhiều yếu tố tác động. Quá trình nóng chảy của băng ở chỗ này, thăng hoa ở chỗ kia, làm bề mặt băng không bằng phẳng nữa. Gió đẩy mạnh sự khác biệt, làm bề mặt băng ngày càng trở nên lồi lõm. Những bức xạ mặt trời phản xạ trên bề mặt lồi lõm ấy không đồng đều, càng góp phần đưa sự khác biệt đến cực đại. Nó khiến chỗ này là đáy sâu, chỗ kia thành đỉnh nhọn, lâu dần hình thành bãi trồng băng. 3. Những tảng băng tròn. Hiện tượng những tảng băng tròn vành vạnh nổi trên mặt nước hiếm khi xảy ra. Chúng chỉ thấy ở những vùng nước chảy rất chậm và khí hậu lạnh như ở Bắc Âu và Mỹ. Có hai loại tảng băng, tùy thuộc vào điều kiện hình thành. Loại thứ nhất, hình thành trong điều kiện trời không mưa, nhiệt độ dưới 0 độ C trong nhiều ngày ở những nơi sông uốn vòng cung. Do tác động của những lực chuyển động, nó làm rì quanh tảng băng bị vỡ, rồi bị bào mòn lâu ngày, trở thành những vòng tròn hoàn hảo. Loại thứ hai trông đẹp hơn, cũng là những tảng băng hình lòng chảo, hình thành ở giữa sông. Đôi khi giữa tảng băng tròn kích thước lớn lại có nước, trông tựa như một cái ao nổi giữa lòng sông. 4. Băng hình trứng. Dưới đây thực sự là hiện tượng thiên nhiên vô cùng kỳ ảo. Những quả trứng băng tròn bao phủ các bãi biển ở Haluto đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng vào hồi cuối năm ngoái. Theo CNN, hiện tượng này được hình thành do nước biển gần bờ phá vỡ lớp băng mềm. Tuyết tan dính lại với nhau và tích tụ trong nước siêu lạnh. Sau đó sóng biển làm cho băng quay xung quanh và tạo thành những quả bóng mịn. Chuyên gia về băng tại Viện Khí tượng Phần Lan, Johnny Vainio cho biết, hiện tượng này không phổ biến, nhưng có thể xảy ra một năm một lần trong những điều kiện thời tiết thích hợp. 5. Mây hình ống ở vịnh Carpentaria. Nơi duy nhất xuất hiện hiện tượng hiếm gặp này có thể được dự đoán và quan sát định kỳ là vịnh Carpentaria ở Australia. Mây hình ống có thể dài đến 1.000 km, cao 1-2 km và thường chỉ cách mặt đất 100-200 m. Hiện tượng này thường xảy ra từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11, khi độ ẩm trong không khí cao kết hợp gió biển thổi mạnh. Nhìn ở dưới lên, có thể chúng ta đã cho đấy là một cảnh quá đẹp rồi phải không? Nhưng không,
Nếu muốn chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp thật sự và kỳ ảo của nó, thì bạn nên thuê một chiếc máy bay. Ngắm từ trên cao xuống mới cảm nhận rõ vẻ đẹp của hiện tượng này. Vậy là chúng ta đã đi tìm hiểu xong 5 hiện tượng thiên nhiên hiếm thấy rồi. Được tận mắt chứng kiến những hiện tượng này thì bạn quả là những người may mắn đó. Vậy các bạn có cảm nhận sao về video ngày hôm nay? Hãy cho tớ biết ý kiến dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Thấy hay thì đừng quên nhấn like và nút đăng ký để ủng hộ tớ nhé. Bye!